Vâng, tỉnh Ninh Bình kính chào quý vị anh chị em yêu âm thanh trên toàn quốc. Tiếp tục trở lại clip ngày hôm nay. Trước mắt quý vị anh chị chúng ta cùng xem, đó là một trong những cặp loa có phân khúc chỉ hơn 10 triệu để phục vụ cho các bác có ngân sách hơn 10 triệu, phù hợp cho những căn phòng dao động từ 15 đến 40 mét vuông với một cặp loa cấu hình thiết kế đó là một bát 40 và một kèn. Đây đó là một trong những mã đời loa, đó là mã đời TR125. Mã TR125 đó là cấu trúc của hãng là một bát 40 và một kèn. Và cũng là mã đời này là một trong những các cái mã đời chỉ sản xuất tại đất nước Mỹ, không sản xuất ở đất nước thứ hai, đất nước thứ ba. Nên những cặp này chúng ta hoàn toàn yên tâm khi chơi đến những cái cặp mã đời như thế này. Và giá thành thì lại rất vừa phải để phục vụ cho những các bác có ngân sách hơn 10 triệu. Tình trạng của những cặp loa dòng sản phẩm này thì được thiết kế cho chúng ta đó là thùng rất nhỏ gọn. Và bên ngoài thân thùng thì được trang bị cho chúng ta đó là một lớp bọc bằng da. Đấy. Một lớp bọc bằng da. Và tất cả các cái góc cạnh chúng ta cùng xem đó là những các cái góc cạnh này là thường ra những cái cặp loa khác thì được bo góc cạnh bằng một cái chất liệu nhựa. Tuy nhiên cái mã đời này nó lại được trang bị cho chúng ta những các cái bo góc cạnh bằng chất liệu sắt thép để chống va đập, chống bị vỡ góc, chống bị vỡ thùng thì những chiếc góc này luôn luôn nó tiếp cận với sự va chạm đầu tiên mà được trang bị những cái sắt thì nó là cực kỳ là bền bỉ rồi. Về độ đẹp cũng như về độ thiết kế của dòng sản phẩm thì chúng ta cùng xem, đó là đây một loa chép kèn. Đó, một loa chép kèn họng liền và chúng ta khi muốn mở thì chúng ta sẽ phải xoay cái củ chép bên trong và lấy ra. Một loa bát 40 nhưng cái thùng dòng sản phẩm được thiết kế rất gọn. Thùng thiết kế chiều bề rộng nó có dao động khoảng từ 45 phân và chiều cao dao động khoảng 70 phân. Cao khoảng 70 phân và rộng khoảng 40 phân. Rộng khoảng 45 phân các bác nhé. Bác nào chi phí ngân sách trên 10 triệu để phù hợp cho căn phòng cũng như phù hợp với ngân sách của chúng ta thì chúng ta hãy xem những cái mã đời này, xem chi tiết video này để chúng ta tiện giao dịch với tỉnh Ninh Bình. Được trang bị một tấm lưới rất dày để nhằm mục đích tránh những gia đình chúng ta có trẻ nhỏ hay nghịch cầm đũa, cầm que, cầm cây đâm chọc thì cái lỗ dày này nó rất là hữu ích cho chúng ta không bị trẻ nhỏ đâm chọc vào thủng cái màng loa bát. Bên đây cũng tương tự, trên này được trang bị cho chúng ta một chiếc logo nhãn hiệu đó là JBL đó. Các bác cùng xem tình trạng cái độ đẹp của dòng sản phẩm thì được trang bị như này để chúng ta vừa chơi hay vừa bày đẹp trong cái căn phòng khách. Cũng là một trong những cặp loa chất bãi nhưng mà tỉnh Ninh Bình tuyển về nó phải đảm bảo đủ cái độ đẹp để phục vụ đến quý vị anh chị. Đấy. Vì vậy nên chúng ta hãy xem chi tiết những các cái video như này để chúng ta tiện khi chúng ta có nhu cầu để chơi những cái cặp loa như này. Và lát nữa tỉnh Ninh Bình cũng sẽ có một cái giá để chúng ta tiện tham khảo, tiện cân nhắc cái tài chính để trước khi chúng ta có nhu cầu chơi những cái cặp như này các bác nhé. Đây phía sau đó là cũng được trang bị cho chúng ta một cái tem đó là TR125 Made in USA. Vì dòng sản phẩm này chỉ sản xuất tại Mỹ, không sản xuất ở đất nước thứ hai, đất nước thứ ba. Từ những con ốc kim loại chúng ta thấy còn rất là đẹp. Những con ốc kim loại này thường ra nó là bằng kim loại chất sắt thép. Va chạm với môi trường nó sẽ hay bị rỉ đầu tiên. Nhưng đây nó chưa bị gì, nó vẫn đang sáng quắc. Đó là một trong những các cái chúng ta nhằm đến. Là cái điểm dễ bị cũ nhất mà nó còn được đẹp như thế này. Ở trong video chúng ta nhìn có thể màu nó hơi nhả vàng bởi vì nó video ánh sáng thì nó khác nhưng bên ngoài nó còn rất là đẹp các bác nhé. Ở bên hông thì nó cũng được trang bị cho chúng ta tất cả đều được trang bị những các cái tay như này. Đấy, để chúng ta di chuyển sách đấy, chuyển chỗ nọ chỗ kia cho nó tiện. Trong những ngày tới thì tỉnh mình cũng tiếp tục cập nhật những các cái mã khác. Đấy, cũng bát 40, giá thành nó cũng tương tự ở trên dưới giống giống nhau, nó chỉ cách nhau một tí tí không đáng kể.
Tuy nhiên thì khi nào về thì tự nhiên mình cũng sẽ có những cái video chi tiết để quý vị anh chị chúng ta cùng xem. Đấy. À, một trong những cái cặp loa đời TR125 này nó chỉ được sản xuất tại Mỹ thôi. Bát Mỹ, chép Mỹ và thiết kế thùng thì đó là thùng vuông cân các bác nhé, thiết kế thùng vuông cân. Và ở đây thì Tín Ninh Bình không phải là những cái cặp như này, và có rất là nhiều những mã đời phân khúc từ trên 10 triệu, trên 20, trên 30, trên 40, trên 50 cho lên đến 80, trên 80 triệu thì nhiều phân khúc khác nhau. Đấy. Vì vậy nên chúng ta cùng xem qua video như này, chúng ta thấy là Tín Ninh Bình có rất là nhiều các mã đời khác nhau để phục vụ nhiều phân khúc, để có nhiều sự lựa chọn phù hợp với những các căn phòng của gia đình chúng ta. Đấy. Tất cả những quả súp hoặc những quả loa phun đôi, phun đơn hoặc những quả súp đơn, súp kép đời cao cấp và đều có bên Tín Ninh Bình. Với tình trạng những cặp TR125 với tình trạng rất là đẹp như này để phục vụ cho các bác yêu mến âm thanh đồ Mỹ bãi, thì giá của cặp này hiện tại bên Tín Ninh Bình đang có giá bán đó là 15 triệu. Giá trên chưa bao gồm phí ship. Đó. Vì vậy nên quý vị anh chị em nào chúng ta quan tâm cái dòng TR125 hoặc những các cái mã đời khác, chúng ta hãy kết nối với Tín Ninh Bình bằng số điện thoại Zalo này để Tín Ninh Bình cung cấp thêm hình ảnh để chúng ta được xem chi tiết hơn trước khi chúng ta mua những sản phẩm bên Tín Ninh Bình. Và quý vị nào chưa đăng ký kênh follow của Tín Ninh Bình thì chúng ta hãy nhớ nhấn nút follow kênh của Tín Ninh Bình các bác nhé. Tức là chúng ta nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi, để khi Tín Ninh Bình có những video sản phẩm cao cấp về thì chúng ta sẽ cập nhật được video sớm nhất để chúng ta lựa chọn một trong những các cái sản phẩm chúng ta yêu thích nhất để chuẩn bị cho dịp Tết sắp tới quý vị nhé. Và bây giờ thì Tín Ninh Bình xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.